Cách đây 45 năm vào ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã diễn ra cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam Thống Nhất. Trên 23 triệu cử tri trong cả nước đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam, độc lập, hòa bình. Trong ký ức của những người dân Ninh Bình, đây là cuộc tổng tuyển cử hết sức đặc biệt, chứa đựng nhiều cảm xúc, xen lẫn tự hào, vì lần đầu tiên sau nhiều năm chia cắt bởi chiến tranh, nhân dân Việt Nam có quốc hội chung trên phạm vi cả nước. 45 năm đã trôi qua, nhưng ông Đinh Hùng Sơn ở phố Phúc Tân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên được đi bỏ phiếu bầu quốc hội vào ngày 25 tháng 4 năm 1976. Khi đó, ông đang công tác tại đoàn An Dưỡng đóng quân tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Dù còn khó khăn nhưng ngày tổng tuyển cử vẫn được tổ chức trang trọng, nghiêm túc. Ông và các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng đã được quán triệt, hướng dẫn rất kỹ để thực hiện quyền công dân của mình. Chính trị viên có nói rõ là cái lá phiếu này là cái lá phiếu bỏ phiếu, nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mà chúng ta nếu như mà gạch sai thì có quyền như vậy là xin phiếu gạch lại và không được tẩy xóa, bởi vì là cái lá phiếu bầu cử quốc hội rất là quan trọng. Chúng tôi cũng biết được là có cái cuộc bầu cử này thì là giải phóng dân tộc. Mà trong cái giải phóng dân tộc thì cái bộ đội chúng tôi là có một phần đóng góp ở trong đó. Đấy, cho nên là cũng tự hào, sung sướng và như vậy là phấn khởi. Còn với bà Nguyễn Thị Thắm ở phố Tân Trung, phường Tân Thành, ký ức về ngày bầu cử năm ấy là không khí rộn ràng, phấn khởi, tươi vui của một nước độc lập thống nhất, hòa bình. Để chào mừng cuộc bầu cử, hợp tác xã nơi bà làm kế toán đã phát động phong trào thi đua sản xuất, làm thủy lợi và công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được tiến hành từ trước đó. Kể từ cái cán cờ cũng phải đi 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 vào bờ tre để chặt, hoặc là cái băng rôn ấy là phải mua vải về, xong là mua giấy trắng để phải cắt cắt chữ, thế xong rồi tập trung tất cả những các cái cán bộ đoàn thể trước là vào để dán khẩu hiệu. Không khí thì rất phấn khởi, người dân đi làm nhưng cũng chỉ mong đến cái ngày đấy, vì trước đấy là lại được nghỉ để ở nhà đi bầu cử, và tổ chức ở các đội sản xuất là tổ chức liên hoan. Niềm vui xen lẫn tự hào cũng là cảm xúc của ông Tạ Quang Sức khi nhớ về lần đầu tiên đi bầu cử vào năm 1976. Khi đó, ông tròn 18 tuổi và là tân học viên của Trường Công nhân Kỹ thuật Nhà máy điện Ninh Bình. Tất cả đều hết sức mới mẻ, bỡ ngỡ, nhưng được nhà trường tuyên truyền hướng dẫn, ông đã hiểu được tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như niềm vinh dự của bản thân. Như trong mơ vậy, đấy, nó lúc đó nó nhiều cái niềm vui mang đến. Mình được vào lớp công nhân kỹ thuật này, được đào tạo này, và coi như là được sống trong một cái môi trường coi như là xã hội chủ nghĩa này, rồi là mình là đoàn viên thanh niên này, và lần đầu tiên lại được qua tham gia bầu cử coi như là trong cái bối cảnh đất nước vừa hoàn toàn giải phóng xong. Thực sự mà nói là chúng tôi rất là hãnh diện và rất là phấn khởi và vui, rất là khó tả trong cái lúc đó. Đấy, hưởng ngược khí thế đấy, nam nữ hưởng ngược kéo nhau coi như là đúng giờ đúng ngày, rồi là từ trang bị, từ những cái trang phục và các thứ này đi bỏ phiếu, đúng là lúc đó thực sự là công dân của nước thống nhất. 45 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất sẽ luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, và từ đó càng thể hiện trách nhiệm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.